giáo gõ thức kẻ lên bàn và nói hãy im lặng cả lớp hãy ngồi yên để có thể nghe được cả tiếng ruồi bay cả lớp theo lệnh của thầy không ai nhúc nhích một lát sau cậu học trò ở cuối lớp hình như không chịu đựng nổi cậu ta bèn réo to lên thưa thầy thầy còn chờ gì nữa mà không thả ruồi ra đi ạ à? Một doanh nhân đến tham khảo phương pháp làm ăn ở một đất nước phát triển. Ông được mời đến một nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su, vốn là một đối tác có quan hệ làm ăn từ trước. Đầu tiên, họ đưa ông tới phân xưởng sản xuất núm vũ chai cho trẻ em. Dây chuyền sản xuất tạo nên những tiếng hiss, bốp, ồn ào nghe rất là buồn cười. Tiếng hiss là tiếng cao su được đổ vào trong khuôn. Người hướng dẫn giải thích. Còn tiếng pop sau đó Là tiếng của cây kim Châm một cây lỗ vào núm vú cao su Sau đó Họ đi tới một phân xưởng sản xuất bao cao su Thật kỳ lạ Dây chuyền sản xuất lần này Tạo nên những tiếng ồn ào Kiểu Hiss, 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 pop Đợi chút đã Người đàn ông đi tham quan vội nói Tôi biết tiếng hít hít nghĩa là gì? nhưng tại sao lại có tiếng pop à thì cũng giống như quy trình sản xuất núm cao su vậy thôi mà người hướng dẫn trả lời sau cứ bốn cái bao cao su thì chúng tôi lại chọc một cái có lỗ nhưng như thế thì không tốt gì cho bao cao su vâng nhưng nó lại rất tốt cho việc kinh doanh núm vú cao su của nhà máy chúng tôi <laughs> một nữ điệp viên xinh đẹp nằm vùng và bị bắt chúng tra khảo cô rất nhiều tuy nhiên vẫn không thu được tin tức gì bởi cô kiên quyết không khai ra nơi trú ẩn của đồng đội tên lính ngụy sau một hồi tra khảo không có kết quả gì hắn ta tức tối bèn cởi áo ngoài của mình ra rồi hỏi có khai không nữ du kích kiên quyết không khai tên lính ngụy bèn cởi nốt áo trong của hắn ra rồi hỏi có khai không không khai tức quá hắn bèn cởi quần của mình ra rồi đưa đến sát mặt nữ du kích hắn quát có khai không nữ du kích nhăn mặt dạ cũng hơi khai khai ạ à. trong giờ kể chuyện thầy giáo đưa ra câu hỏi một chiếc thuyền bị đắm trên sông Có một vị vua Một người cha Một người anh Vậy trò A à? Theo trò thì Phải cứu ai trước Dạ thưa thầy Em không cứu ai hết Ủa sao vậy Dạ Tại vì em không biết bơi <laughs> Tèo đi học võ được 6 tháng Lúc nào cũng ra vẻ đàn anh một hôm đang ngồi ăn chè đậu xanh với các bạn trong quán thì thấy ngoài cửa có vụ đánh nhau tèo vội sắn tay áo nhảy ra can một thoáng sau vụ ẩu đả tan tèo trở vào với cái mũi bị sưng tím tý Tí hỏi sao thế tèo xoa tay trả lời à tớ nhảy ra can không ngờ chúng nó lại quại luôn tớ mình có võ không lẽ lại đánh lại khổ một cái là chúng nó đấm chặt lất hết không đúng bài bản như mình được học nếu mà tụi nó đánh đúng bài bản thì tớ đã đỡ được rồi sau khi xem bài kiểm tra của con ông bố hỏi sao con lại bị điểm xấu như thế này con có hiểu hết những câu hỏi của thầy cô không dạ có chứ à nhưng thầy cô lại không hiểu những câu trả lời của con một ông thanh tra vào lớp 10 a để kiểm tra chất lượng của học trò về môn lịch sử ông liền chỉ một học sinh đang nói chuyện và hỏi em có biết lê lợi không cậu học sinh im lặng suy nghĩ rồi đáp dạ thưa em không biết ạ à. hình như bạn ấy không học trong lớp của em sau khi làm bài kiểm tra xong phúc và minh nói chuyện với nhau phúc hỏi minh minh này cậu giải được bài toán không không mình phải nộp giấy trắng phúc thở dài mình cũng nộp giấy trắng Thế nào rồi thầy giáo cũng lại bảo là Chúng mình copy bài của nhau Hai vợ chồng nhà nọ ngồi dưới đèn đọc sách Một con mũi cứ vo ve xung quanh ông chồng Anh chàng này luôn giơ tay đập mũi Vợ thấy vậy thì dè biểu Anh đúng là đồ dơ bẩn Không bao giờ chịu tắm rửa gì hết Nên đi đến đâu Còn mũi nó theo đến đó Anh ngồi chỗ nào mũi cũng toàn trích anh không anh chồng cười Không Bởi vì con mũi Nó nhớ lời dạy của khổng tử đấy Lời gì Đó là Phải gần quân tử Xa tiểu nhân Jimmy đang thử việc Ở một công ty đa quốc gia Vào ngày làm việc đầu tiên Anh gọi điện cho phòng phục vụ Và lớn tiếng nói vào ống nghe Mang cho tôi một cốc cà phê ngay đầu dây bên kia liền trả lời nhầm số rồi anh có biết anh đang nói chuyện với ai không không tôi là giám đốc quản lý thế anh có biết tôi là ai không jimmy lớn giọng quát không tốt jimmy thở phào và bỏ ống nghe xuống mặc dù đã buồn ngủ lắm rồi mà vẫn thấy bé Minh mang gương ra soi. Lúc này hai bờ mi đã nặng trĩu, đôi mắt muốn nhắm chặt lại, thế mà Minh vẫn cứ soi, cố để soi. Bà của Minh thấy lạ liền hỏi: "Cháu làm gì vậy?" Minh vẫn nhíp mắt trả lời bà: "Bà ơi, cháu muốn biết lúc cháu ngủ cháu sẽ trông như thế nào?" Trẻ con ngây thơ Người mẹ hỏi con Sao con luộc trứng lâu thế? 12 phút cơ mà mẹ Mẹ bảo con là Trứng chỉ cần luộc 3 phút là chín thôi mà Nhưng mà Con luộc tới cả bốn quả trứng cơ Mẹ Có đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau Người vợ vốn là người sợ ma Đêm tân hôn khi anh chồng đang say giấc, bỗng chị vợ cấu cho một cái. Anh chồng hỏi: "Có chuyện gì vậy em?" "Em sợ ma." "Thế thì em nằm vào trong đi." Được một lúc sau, chị vợ lại cấu một cái nữa. Bực mình vì đang ngủ bị làm phiền, anh chồng hỏi: "Thế có chuyện gì nữa đây?" "Em vẫn sợ ma." Anh chồng bực mình Nằm trong cũng sợ Nằm ngoài cũng sợ Thế bây giờ Em muốn nằm ở đâu? Em muốn nằm ở dưới cơ <laughs> Câu chuyện Gẹo anh bán bánh mì Lần thứ nhất Bánh mì nóng đê Ê, bánh mì Còn nóng không? Dạ, nóng ạ à. Ừ nóng thì đi bán tiếp đi kẻo nó nguội mất lần thứ hai ai bánh mì nóng đê ê bánh mì còn nóng không dạ nóng ạ à. thật không không nóng thì sao không nóng không lấy tiền à? ừ thế cho cái bánh mì nguội lần thứ ba ai bánh mì nóng đê ê bánh mì có bánh bao không dạ có luôn anh ồ thế à thế cho cái bánh trung thu lần thứ n bánh mì nóng đê ê bánh mì dạ đố mày biết tao ở đâu đấy có một cô gái sắp lấy chồng sau khi biết được vị hôn phu của cô Coi trọng cái trinh Như núi Thái Sơn Cô bèn đến thú thực với bác sĩ là Cô đã lỡ đánh mất cái trinh Từ thời mới trổ mã Cô năn nỉ bác sĩ Tìm phương pháp chữa giúp cho cô Bác sĩ nhăn mặt Suy nghĩ rồi trả lời Rất khó Nhưng tôi có thể chữa được Nếu như cô chịu điếc cả đời vì tôi phải giải phẫu lấy cái nhĩ tai của cô để thay thế vào cái màng trinh đã mất thiếu nữ đồng ý và bác sĩ áp dụng phương pháp trên một cách hoàn hảo sau ngày cưới ít lâu người chồng cô ta gặp vị bác sĩ đã chữa cho cô vợ hai người vốn quen biết nhau từ trước bác sĩ hỏi thăm thế nào ông bạn vợ chồng đều mạnh khỏe cả chứ Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi nhờ trời đều được mạnh khỏe cả. Nhưng có lẽ mai này tôi sẽ phải dắt nhà tôi lại để bác sĩ coi dùm cho. Bà nhà ta sao vậy? Thưa bác sĩ, nhà tôi không đau ốm gì, nhưng bị nặng tai lắm. Mà lạ nhất là mỗi khi tôi nói nhà tôi cứ dạng hai chân ra hình như là để nghe một luật sư bước vào quán rượu sau giờ làm việc ông nhìn thấy một thằng bợm nhậu đang ngồi nó mân mê nghiên cứu một cái gì đấy ở trong lòng bàn tay ông ta lại gần và hỏi anh đang xem cái gì đấy tôi đang nghiên cứu xem đây là cái gì nó dẻo dẻo nhưng có phần hơi cứng nó có vẻ như làm bằng nhựa hay là cao su gì đấy mà nó cũng không có mùi gì rõ ràng không có vị gì đặc trưng anh đưa tôi xem thử nào ông luật sư xem thử rồi ngửi thậm chí ông còn thè lưỡi ra để liếm một phát chẳng thấy gì ông trả lại cho nó ừ đúng thật chẳng có vị gì cả chả hiểu nó là cái gì nhỉ mà anh lấy ở đâu ra cái thứ này đấy nó ở trong mũi của tôi ra đấy <laughs> nhắc nhở con rể ông bố vợ đang nằm trên bàn phẫu thuật còn bác sĩ lại là con rể của ông ta khi con rể chuẩn bị tiêm thuốc mê thì ông bố cố ngóc đầu dậy và nói con ạ à, điều quan trọng nhất là con hãy nhớ rằng nếu như ta có chuyện gì thì mẹ vợ của con sẽ đến sống với các con đó mà con thì đã biết vì ai mà ta ra nông nỗi này rồi để giúp bình sửa cách phát âm sai l thành n cô giáo bắt cậu tập đọc và học thuộc lòng câu cụ lý lên chợ làng mua lòng lợn luộc một tuần sau cô giáo kiểm tra và khen bình giỏi lắm em phát âm đúng rồi đấy có khó khăn gì đâu thưa cô câu này đọc mãi cũng quen chứ những câu nạ nắm nút nó cứ làm sao ấy một nhà chuyên nghiên cứu về cách ứng xử và giao tiếp ông tới nói chuyện với đám học sinh nam các bạn hãy nhớ rằng khi đến phòng bạn gái chơi mà thấy đóng cửa thì bao giờ cũng phải gõ cửa đó là biểu hiện của phép lịch sự một sinh viên bỗng hỏi thế còn khi cửa mở ạ thì phải đóng cửa lại mà gõ <laughs> Chàng trai hỏi bạn gái Sinh nhật của em sắp đến rồi Em thích anh tặng món quà gì? Anh cứ tặng em món đồ Mà có thể sử dụng ở tay Ở tay Hoặc ở cổ là được À anh hiểu rồi Đến ngày sinh nhật bạn gái Chàng trai mang đến một bông hoa hồng tuyệt đẹp Cùng với một gói quà nho nhỏ Có hình trái tim Chúc mừng sinh nhật em yêu Chàng nói ôi cảm ơn anh yêu chắc chắn em sẽ trở nên xinh đẹp hơn với món quà của anh nhỉ nói rồi cô gái hồi hộp bóc quà trong hộp quà là một bánh xà phòng thơm kèm theo một tờ giấy có ghi em yêu em có thể dùng nó ở tay ở cổ hay toàn thân cũng được hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau một học sinh than thở cô giáo tao thật không ra gì cả bài văn tao viết hay như thế chỉ sai mỗi một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng thế mày viết sai chỗ nào thay vì viết cô giáo em say mê chồng người tao viết nhầm thành cô giáo em say mê chồng người sản phẩm trung quốc dùng để làm gì ngoài chợ một bà bán trứng với tấm biển treo bên cạnh trứng trung quốc ông bạn đi qua trông thấy thế giật mình hỏi này bà bà không muốn bán trứng hay sao mà lại treo tấm biển thế kia bà bán trứng liền trả lời sao lại không muốn bán mà ông biết không đầy người mua ra đấy người thì mua cho vợ người thì mua cho mẹ vợ nhiều lắm một nhân viên bán hàng một thư ký hành chính và một xếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau họ bắt được một cây đèn dầu cổ họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên thần đèn bảo ta cho các con mỗi đứa một điều ước tôi trước tôi trước Thư ký hành chính nhanh nhẩu nói Tôi muốn được ở Bahamas Lái cano Quên hết sự đời Bùm Cô thư ký biến mất Tôi 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 Anh nhân viên bán hàng nói Tôi muốn ở Hawaii Nằm dài trên bãi biển Có nhân viên mát xa riêng Bùm một cái Anh nhân viên bán hàng biến mất Ok Tới lượt anh thần đèn nói với ông quản lý ông quản lý nói tôi muốn hai đứa đấy có mặt ở văn phòng làm việc ngay sau giờ ăn trưa qua câu chuyện này một bài học xương máu rút ra là luôn luôn để xếp phát biểu trước <laughs> cô vợ than phiền với người hàng xóm chồng trước đây của tôi thường âu yếm gọi tôi bằng những tên con vật. Ví dụ như con chim bé bỏng của anh, con mèo cưng yêu dấu, vân vân. Vậy mà những từ ấy bây giờ đã biến mất rồi. Ồ, không phải vậy đâu. Anh ấy vẫn gọi chị bằng tên con vật đấy chứ. Thật không? Thật chứ. Mới hôm qua, anh ấy còn nói với tôi là tôi phải về ngay chứ không thì con hổ cái nhà tôi nó lại gầm lên bây giờ đấy trong giờ kiểm tra tại một trường y đề bài mà giáo viên đưa ra là anh chị hãy vẽ và mô tả bộ phận sinh dục của người loay hoay một lúc không biết làm thế nào một anh chàng bỗng tụt quần xuống vừa nhìn vừa vẽ bỗng dưng cô giáo quát Cậu kia Cất tài liệu đi Còn cô kia nữa Không được nhìn tài liệu của bạn như thế chứ Có một bà thuê một tay giang hồ Đi tạt axit một con nhỏ bán vú sữa Là bồ mới của chồng bà ta Hôm sau bà ta đi ngang Thì thấy con nhỏ vẫn bình thường Nên bà ta kiếm thằng giang hồ Để hỏi cho ra chuyện Tao mướn mày tạt axit nó sao tao thấy nó vẫn bình thường là sao tên giang hồ liền trả lời sáng nay tôi có đi kiếm nó để tạt nhưng mà tới nơi tôi nhìn mặt nó tôi cứ tưởng là có người tạt rồi thấy tội quá nên tôi lại thôi một anh chàng nhặt được cây đèn thần khi anh ta gọi thần đèn ra thần đèn bảo anh hãy xin ta một điều ước bất kỳ Ta sẽ thực hiện cho anh Chỉ trừ một điều mà anh không được ước Đó là ước thêm có nhiều điều ước nữa Anh nhớ chưa Ước làm người chết sống lại Cũng được hạ thần Ok Ước làm người khác yêu mình Cũng được hạ thần Không vấn đề Vậy thì con ước Có thêm một nghìn ông thần đèn nữa Thần đèn nhìn hắn rồi nhẹ nhàng hỏi anh có thấy chân ta bị làm sao không dạ thần không có chân ạ à? ừ nếu có chân thì tao đá chết cha mày rồi <laughs> một học sinh nói với mẹ mẹ ơi thầy giáo của con chưa bao giờ thấy con ngựa sao lại có thể như vậy được dạ đúng ạ à bởi vì khi con vẽ con ngựa vậy mà thầy còn hỏi con gì đây có ba người đàn ông vào rừng gặp một bọn thổ dân thủ lĩnh bộ tộc đó ra lệnh một là búng chim một trăm phát hai là chết chúng bay chọn đi người thứ nhất chọn búng chim sau đó anh ta đứng không nổi người thứ hai cũng chọn búng chim kết quả là còn không bò dậy nổi nữa người thứ ba nghĩ bụng thà chịu đau một giây chết một giờ vì vậy anh ta chọn cách chết thủ lĩnh ra lệnh đem nó vào búng chim đến chết cho tao trên lớp học cô giáo nói Bây giờ cô sẽ đưa ra một câu hỏi Ai mà trả lời được Thì cô sẽ cho bạn đó 10 điểm Và được về sớm trước một giờ đồng hồ Cô giáo vừa dứt lời Tú cầm cặp ném vèo qua cửa sổ Cô giáo tức giận hỏi Ai? Em nào? Em nào vừa ném cặp qua cửa sổ? Tú đứng phát dậy Em ạ à, Em trả lời đúng rồi nhé Em chào cô Em về Chuyện của trẻ con Có một thằng bé lớp 3 Ngày nào cũng đi học ngang qua nhà của một con bé cùng lớp Một hôm Nó ngừng lại để chế nhạo cô bé Nó dơ một trái banh ra trước mặt cô bé và nói Mày thấy trái banh này không? Bóng đá là trò chơi của con trai Và con gái không thể có được Cô bé chạy vào nhà khóc với mẹ về chuyện đó Bà mẹ liền đi mua cho cô bé một trái bóng Ngày hôm sau, cậu bé chạy một chiếc xe đạp đi ngang qua nhà cô bé và cô bé chỉ cho thằng nhóc thấy quả bóng của mình. "Này, này này này, bóng đây này." Thằng bé tức lắm và nó chỉ vào chiếc xe đạp mà nó đang đi. "Mày thấy chiếc xe đạp này không? Đây là xe đạp của con trai và con gái không thể có." Đến hôm sau nữa, thằng bé đến và nhìn thấy cô bé cũng đang cưỡi một chiếc xe đạp mới đến lúc đó thì thằng bé điên lắm rồi thế là nó tụt quần ra nó chỉ vào em bé của nó và nó nói mày thấy chưa chỉ con trai mới có thôi và mẹ của mày không thể mua được cho mày một thứ như thế này đâu ngày kế tiếp nó đi ngang qua nhà cô bé và nó hỏi nào mày nói gì bây giờ đến đây thì cô bé kéo váy lên nó chỉ vào cái đó của nó và nó nói mẹ tao bảo chừng nào mà tao còn cái này thì tao muốn bao nhiêu cái của mày cũng được thằng bé hự lên một tiếng rồi ngất lăn ra đất một anh chàng lái xe đi trên một con đường đèo hiểm trở đi được tới lưng chừng đèo anh ta nhìn thấy có một tấm biển cũ kỹ viết phía trước là đường cụt vực thẳm vô cùng nguy hiểm yêu cầu quay lại anh này nghĩ đây là một trò đùa vớ vẩn và anh cứ thế lái xe đi tiếp đi được hơn một km thì đúng là đường đã cụt trước mắt anh ta là một vực thẳm hoảng hồn anh ta cho xe quay lại khi trở về đúng chỗ cái biển báo cũ kỹ anh ta ngước lên nhìn thì thấy đằng sau tấm bảng có đề chữ chào mừng trở lại thằng ngu